Xin chào mọi người, thì hôm nay mình lên clip này là để mình cảnh báo tất cả mọi người á, những ai mà đang sử dụng cái loại thuốc kháng viêm này ha, cái loại thuốc trị kháng viêm này, viêm xoang này, hắt hơi sổ mũi tiêu chảy này, ngạt mũi này, vân vân này, hoặc là những cái loại mà bao bì có màu đỏ mà có cái tên của đông y nè, đông y nha các bạn, đông y này nè. Các bạn nào mà sử dụng thì nhìn cái bao thuốc này là biết của ai rồi nha, bởi vì là TikTok hạn chế nói những cái tên, nó tên riêng ra, cho nên mình sẽ không nói ở đây. Thì tại sao mà mình cảnh báo các bạn, bởi vì là cái loại thuốc này đó, là dạo gần đây đó, là rất là nhiều TikToker cũng như là Facebooker là bán cái loại thuốc này tân hô lên là có công dụng rất kỳ diệu, khi sử dụng vào thì là cắt cơn viêm rất là nhanh và không cảm thấy đau nhức nữa. Thì hôm nay mình phân tích cho các bạn biết tại sao mà cái loại thuốc này nó có cái gì đó kỳ diệu mà khiến cho cái bệnh tình của mọi người là hết nhanh sau khi sử dụng cái loại thuốc này, mà khi mà không sử dụng nữa thì bệnh tình nó lại quay lại. Bởi vì cái loại thuốc này á, nó là mang danh đông y nhưng nó chứa tân dược, mà tân dược ở đây là corticoid, một cái chất kháng viêm rất là mạnh và được kiểm soát của Bộ Y tế. Tức là khi bác sĩ Tây Y cho bạn uống thuốc thì cái thành phần chứa thành phần corticoid đó, bác sĩ sẽ dặn và cho liều rất là kỹ càng, bởi vì tránh tình trạng là bạn sử dụng lâu dài và không kiểm soát thì sẽ gây ra cái hội chứng kết sinh và dẫn tới là tích nước phù nề ha các bạn, gây ra viêm tuyến thượng thận cũng như là suy thận, có thể dẫn tới là suy thận và thậm chí là suy thận mạn, là bạn phải lọc máu cũng như là phải thay thận, rất là nguy hiểm nha các bạn. Thì mình muốn nói ở đây là cái loại thuốc này thực sự là không có địa chỉ nha các bạn, không có địa chỉ, và họ còn ghi một câu là đảm bảo sẽ khỏi bệnh. Bởi vì sao mà họ dám ghi câu này, là bởi vì trong này chứa thành phần kháng viêm mạnh corticoid, cho nên là khi mà bệnh nhân uống vào là cắt cơn rất là nhanh nha các bạn, cắt cơn rất là nhanh. Vì viêm mũi mà uống vào là một phát 5-10 phút sau là cảm thấy thoải mái liền, nhưng đó cũng là một cái sự rất là nguy hiểm. Khi mà các bạn bị bệnh, các bạn nên đi bác sĩ cũng như là uống những cái thuốc theo cái sự chỉ định của bác sĩ, không nên mua những cái loại sản phẩm như thế này. Trên những cái tờ báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên đều đã có những cái bài viết về cái nhãn hiệu này và đã cảnh báo rồi các bạn. Các bạn có thể search Google cảnh báo thuốc đông y giả danh đông y trộn tân dược ha các bạn, thì sẽ ra một cái bài viết về cái loại thuốc này. Mình hy vọng là cái video này sẽ được lên viral để mà nhiều người biết tới, để mà nhiều người có thể tránh xa những cái loại thuốc của những cái tên lang băm này, khiến cho nhiều người bây giờ rất là khổ sở, phải đi truyền máu trong các cái viện thận. Các bạn hãy lan tỏa cái video này tới những cái người bố người mẹ của mình nha, những cái người mà lớn tuổi họ không có nhiều cái kiến thức về thuốc, về thang này kia, dễ bị kẻ xấu lợi dụng và tiền mất tật mang nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video của mình.